nguyện cho con mãi trong bình an. Mẹ ơi, nghịch cảnh trái ngang nên con đành chịu vướng mang nhiều khổ lụy. Nhưng tưởng đời qua tươi màu tâm nhụy, nhưng có ngờ đâu mộng ước không thành. Cũng bởi vì con không gặp được duyên lành, thương vợ đã tan như chim diều gầy chắc, thì nỗi đau mẹ ơi, tại
gặp bác nước trong mà lại quá nhiều buồn. Đời người con gái khi lòng tình đồng tình yêu đắm cay ai nào hay biết khổ đau riêng mình. Tôi nói sao bây giờ mong chờ mẫu thân khỏe mạnh còn sầu.